đến chỗ đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Nam hóa làm lầu các mani báu trang nghiêm, chiếu khắp thế gian và chiếu khắp tòa sư tử thập phương bảo liên hoa tạo, dùng lưới tất cả hoa báu phủ thân ngài cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già phương tây qua khỏi biển thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật có thế giới tên là mani bảo đăng tu di sơn tràng đức phật hiệu là pháp giới Trí đăng trong chúng đức phật đó có bồ tát tên là phổ thắng vô thượng oai đức vương với các bồ tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội đều đi đến chốn phật đều dùng thần lực với đủ thứ hương thoa, hương đốt, mây núi tu di, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Đủ thứ mây núi tu di, sắc hương thủy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mây núi tu di, quang minh, ma ni, bảo vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Nhiều đồng như số hạt bụi tất cả đại địa, đủ thứ mây núi tu di, quang diễm luân trang nghiêm tràng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật đủ thứ mây núi tu di sắc kim cang tạng mani vương Trang nghiêm nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật mây núi tu di phổ chiếu tất cả thế giới diêm phù đàn mani bảo tràng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật mây núi tu di hiện tất cả pháp giới mani bảo nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật mây núi tu di hiện tất cả chư phật tướng tốt mani bảo vương nhiều như số số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật, mây núi tu di hiện tất cả bổn sự nhân duyên của như lai, nói hạnh của các bồ tát tu hành ma ni bảo vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật, mây núi tu di hiện tất cả phật ngồi bồ đề tràng ma ni bảo vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật, đầy khắp pháp giới đến chỗ Đức Phật rồi đành lễ chân Phật, bèn ở phương Tây hóa làm lầu cát, tất cả hương vương, lưới báu chân châu, che phủ phía trên, và hóa làm tòa sư tử đế thích, ảnh tràng bảo liên hoa tạm, dùng lưới rượu sắc mani phủ thân ngài, đội mão báu tâm vương cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Phương Bắc qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Y Quang Minh Tràng, Đức Phật. Hiệu là chiếu hư không pháp giới đại quang minh, trong chúng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Vô Ngại Thắng Tạng Vương, với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội đi đến chốn Phật.